Mới đây, một đường dây tội phạm đã lấy cắp các bộ phận thi thể từ nhà xác của trường y Harvard Mỹ và bán chúng cho mạng lưới buôn người mua trên toàn quốc đã được phát hiện. Bản cáo trạng do Đại bồi Thẩm đoàn ở Krakow, bang Pennsylvania đưa ra nhằm vào người quản lý nhà xác Patrick Locke, 55 tuổi và vợ ông này là Dennis Locke, 63 tuổi. Cả hai đều sống ở Gulf bang New Hampshire. Theo bản cáo trạng, Ông Creditlock đã đánh cắp các bộ phận từ những thi thể được hiến tặng, chẳng hạn như là đầu, não, da, xương và các phần thi thể mà trường y Harvard không hề biết hoặc không cho phép. Theo đài NBC News, hồ sơ tòa án cho thấy ông Creditlock và vợ liên hệ với những người, những người mua thông qua các trang web và số điện thoại liên quan đến việc mua bán bộ phận thi thể bị đánh cắp.